chào các bạn, anh chị. Bây giờ là ông Thanh phơi phơi vải. Chúng ta ăn sáng cà phê đi ạ. Chúng ta sẽ có khoảng 3 tiếng đồng hồ để làm việc. Một cái chương trình mà ở đại học thì người ta dạy khoảng 45 tiết hoặc 60 tiết. Và nếu các bạn qua Thái Lan thì các bạn học khoảng 4 năm. Chúng ta chỉ có 4 tiếng đồng hồ và tôi thì có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Để đúc kết lại chia sẻ với các bạn trong này khoảng chưa tới 3 tiếng. Và cho nên là đây là một cái áp lực rất lớn đối với chúng ta, đúng không? Và tôi chỉ hy vọng rằng tức là về mặt nguyên tắc dạy đại học á, thì nếu mà một ông thầy mà dạy cho học sinh của mình mà sinh viên của mình mà hiểu được khoảng 30% là ông thầy đã giỏi rồi. Còn tôi thì dạy các CEO thì tôi chỉ mong rằng là hiểu được 5%. Và kinh nghiệm của tôi, tất cả các cái lớp CEO trước tôi đứng lớp chia sẻ thì sau khi mà tôi chia sẻ xong thì phần lớn rất lăn tăn. Thì giảng xong rồi em không biết làm như thế nào và đó là thành công rồi. Vì sao ạ? Thông thường đó, chúng ta vẽ một con ma nó đơn giản hơn vẽ một con người, đó. Chúng ta cũng đang bắt đầu chuẩn bị 3 tiếng đồng hồ để chúng ta bắt đầu vẽ một con ma. Những thứ nhiều lắm cái đó nó rất là vô hình, đó. Và đưa vào tâm trí khách hàng thì nó càng khó khăn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đưa vào PM thì có vẻ đơn giản hơn chút. Mà thông thường là ông bà đã dạy cái gì đơn giản chúng ta làm trước, nên đừng vào email đơn giản chúng ta làm trước, còn đừng vào công chiến khách hàng khó hơn thì từ từ. Ok, chia sẻ vui như vậy. Tại vì thực sự ra thì tối qua tôi có nói chuyện với chấm là em chỉ đứng lớp cả đứng quen rồi. Vì nếu ta làm thương hiệu nó đã là cái gì đó rất là vô hình rồi, nhưng mà đứng trước lớp mà không gặp được nghiêm túc quá thì nó lại ngủ, cái ngủ rất khó nhớ cho các bạn. Nhưng mà tôi sẽ cảm ơn trong cái quá trình mình chia sẻ của tôi. Nếu có vấn đề gì đó nhạy cảm thì nhờ bạn Sơn cắt dùng để cho tôi thoải mái trong cái chuyện chia sẻ của bạn. Thì nói cái gì
chương trước mình nói cái chương sau mình nói cái bò thì cái một chuyện dù môn thầy nói thầy bò sẽ coi chắc ta biết hết rồi. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một con voi, tức là các bạn sẽ tiếp cận được một cái tổng thể hơn, một cái mô hình hóa về cái quy trình xây dựng cái gọi là chiến lược thương hiệu, tức làm sao để đi vào tâm lý khách hàng. Và từ đó nếu bạn đam mê thì bạn sẽ tìm hiểu tiếp. Thì đó là cái nội dung của chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Chúng ta có 8 mục trong một buổi sáng. Tìm hiểu được bằng những cái hàng nó cách đông nam là tư duy là gì. Cái thứ hai là những câu chuyện của thực tế tôi chắc lọc là những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng nó sẽ khơi gợi những cái định hướng cho các bạn, cái cách để chúng ta làm sao chúng ta đi vào tâm trí khách hàng. Những câu chuyện trong thực tế này thì vui thôi, thì bạn thấy trong thực tế cũng có nhiều cái cũng trời ơi luôn. Các kiểu quảng cáo đó là trời ơi một chút đang hiện hữu tại Việt Nam các bạn nhé. Rồi có thể định nghĩa thương hiệu so với sản phẩm hiện tại, sự khác biệt của thương hiệu và nhãn hiệu, tài sản thương hiệu cũng như tài chính và cái mô hình, tức là cái mà cái một con voi cho các bạn thấy cái tổng thể cho thương hiệu của mình. Một cách tóm tắt như này các bạn, tức là khi các bạn start up hoặc là khi các bạn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của mình, cho công ty của mình, thì các bạn phải xác định được khách hàng mục tiêu. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã xác định đúng cái đối tượng khách hàng mục tiêu. Tôi đã hỏi rất nhiều các doanh nghiệp đó chị, tức là có một doanh nghiệp bán áo đi mưa. Tôi hỏi anh đó rằng là vậy thì cái đối tượng khách hàng mục tiêu là ai? Thì anh nói rằng những khách hàng nào từ 5 tuổi cho đến 90 tuổi đi ra trời mưa làm bán, đúng không ạ? Chưa chuẩn, có sai không? Đúng, chính xác, không sai. Vì sao không sai ạ? Đúng rồi, tất cả đều mua hàng hết, từ 5 tuổi cho đến 90 tuổi đều mua hàng hết, đúng không? Thì ai mua bán thôi, về mặt nguyên tắc của doanh nghiệp ai mua bán. Nhưng mà nếu khách hàng mục tiêu thì sao ạ? Đúng rồi, quá rồi. Như vậy thì làm sao để gạt lọc được từ cái ông mà 90 tuổi cho tới một người 5 tuổi, làm sao chúng ta gạt lọc được? Nguyên lý nào để chúng ta gạt lọc được để xác định rõ cái nhóm đối tượng khách hàng tiêu của mình? Phân loại. Tôi thì có một cách rất là đơn giản thôi. 20-80. Tức là sao? 20% khách hàng mang lại cho các bạn 80% doanh số chúng ta tập trung vào đó. Tức là trong quá trình bán hàng, trong quá trình trải nghiệm, trong quá trình nghiên cứu thị trường, thì các bạn xác định xem thử các bạn, cái 20% khách hàng này mang lại cho chúng ta 80% doanh số chúng ta tập trung vào. Vì sao? Vì có phải từng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu chúng ta có các có thông điệp, có nội dung truyền tải khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta nói chuyện với dân thành thị, chúng ta nói sao? Nói chuyện với mấy cha thầy, nói sao? Chỉ thấy mẹ là cái tôi lớn, đúng không ạ? Nhưng mà nói chuyện với nông dân thì sao? Chúc bà con trung mùa được giá, đúng không? Xuống đời. Tức là tùy theo nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, chúng ta có cách nói chuyện khác nhau, có cái đường đi vào khác nhau. Và cái nguyên lý của nó là mình lấy 20-80, các bạn cứ nhớ như thế được rồi, đúng không? Thì cái điều mà đối với khách hàng trước mắt chúng ta phải hiểu được khách hàng mục tiêu, và tí nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách như thế nào để xác định được những cái yếu tố mà khách hàng họ đang quan tâm. Rồi lúc đó nó mới bắt đầu xây dựng hình tượng. Khi nói tới điện thoại thì ta nói tới Apple. Khi nói tới một hãng xe máy mềm kinh tế thì nói ra là thời trang. Một xe máy thời trang Tesla là Yamaha. Đó thì đó là cái nó nằm trong insight của chúng ta, đúng không? Trong công ty chúng ta. Và từ đó chúng ta mới chuyển thành là top of mind, tức là thương hiệu được nhắc nhớ đầu tiên khi nhắc tới một cái nhu cầu khi ta
xuất hiện một cái nhu cầu nào đó về tiêu dùng, thì đó là một cái quy định chúng ta đi rồi. Ok, có một cái đố nhỏ nhỏ theo các bạn thì đi từ đây tới đây đi làm cái nào là nhanh nhất ạ? Đi cái nào? Các bạn không phải đó tháng trước tôi gặp một anh doanh thu khoảng 150 tỷ, anh hỏi tôi nói em
khốc liệt của bạn thấy mình, tức là ổng lúc đầu tư duy là mình cứ làm như thế đi, rồi mai mốt là mình nghỉ hưu mình để lại cho con thì ít nhất mình vừa khai thác. Nhưng mà bây giờ ổng suy nghĩ, ổng thấy thị trường nó bắt cạnh tranh rồi, mà chắc lúc tới lúc mà khoảng 3 năm sau hay là chục năm sau mình để lại cho con chứ ba năm sát luôn thì nó là ổng khai thác, bắt đầu mới suy nghĩ tới cái chuyện gì, đúng không ạ? Và đó là cái mà cái tư duy là nếu chúng ta không có bồ lúa thì làm sao chúng ta có lúa được. Chúng ta không có một cái định hướng, không có một chiến lược về phát triển thương hiệu thì chúng ta không thể nào bỏ được cái danh tiếng, cái uy tín của chúng ta, cái nhận biết của chúng ta đối tượng khách hàng mục tiêu để vào cái bồ lúa đó và cái thương hiệu của mình. Đó thì tự nhiên chúng ta dừng đi. Xe ở ngoài tôi bình tĩnh, nó đau luôn rồi, tự nhiên quá luôn. Thì khi các bạn là think out of the box, các bạn trong công việc của mình hàng ngày cố gắng dành một ít thời gian để suy nghĩ về tính hệ thống và tính chiến lược, và đó là hai cái điểm yếu nhất của người Việt Nam chúng ta. Tìm hiểu về đưa vào tâm trí khách hàng. Ủa mày, chúng ta đi học thương hiệu làm việc mà chúng ta thì hiểu tổng trí khách hàng là gì ạ? Theo bạn làm gì ạ? Một cái sĩ tư dữ quá bạn cảm biết gì nên tìm hiểu đường vào tâm trí khách hàng để mình có cách phục vụ hả? Hàng ngày tìm hiểu khách hàng để phục vụ họ. Anh Tỏi Lý Sơn là thì sao? Dạ, thưa thầy, thưa các bạn đang chú. À, tìm cái đường vào tâm trí khách hàng để mà biết đường đi dẫn hiệu quả là nhanh và nó ít tốn kém về thời gian chi phí. Đi nhanh ít tốn kém.